Hello, chào cả nhà, mời bà con đi theo Lan vô cái khu Ếch Cúa Thà nha. Dòng sông ta đi bên nào. Ủa nhà ta nhau vậy ta. Chạy ngang mấy cái mồ của bà cười. Ở đây một lần đi coi bắn phá bóng đây nè. Nó nằm sát bên chợ Phước Rầy với Clementine mình đồ bà con, chỗ trường đua ngựa đó. Nhưng thấy rất im tĩnh nha bà con. Ở trong này người Việt mình ở rất đông nha, nhưng giá cũng rất là mắc à, chứ không có rẻ. Theo Lan biết thao hao thôi cũng phải trên 1 triệu một căn rồi nha, còn nhà thì khoảng 1 triệu mấy 2 triệu rồi bà con ơi, mắc lắm. Lúc mới bán đất á, thì nó rẻ bà con, tại bây giờ giá mỗi năm nó lên nó nên mắc. Thấy nhà cửa đông gì chứ rất là yên tĩnh nha bà con. Khu này mới thôi, mới chắc cũng 15 năm rồi mới còn anh. Ở trong này nhà có thao hao, có cái khúc này thì nó xây apartment khoảng 3 4 tầng vậy đó bà con. Chút xíu nó chạy ngang cái nhà hàng cũng đẹp. Đây chạy tới chút xíu nó gặp cái nhà hàng, nó nằm ngay cái góc bà con, nhìn xuống cái hồ nước. Còn đi dòm xa nữa là cái dòng sông qua đi Bình Long. Hàng cũng đẹp lắm nè. Đây cả trong cái hồ nước này là nó móc nha bà con, nó làm nha chứ không 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 phải là thiên nhiên nha. Cái này không phải thiên nhiên. Nó kêu là Ếch Cúa Thà là cái hồ đó đó. Đây ở đây cặp bên dòng sông qua đi Bình Long nó có cái phạt á, có chỗ nướng thịt rồi mình ăn. Cái này cái phạt. Trong có đó có cái đài tưởng niệm Việt Úc. Còn bên đó hồi xưa là trường thép đó bà con, cao đẳng. Bây giờ thì nó đổi lại làm trường đại học nha, chứ hồi xưa thật ra là trường cao đẳng của Phước Rầy. Rồi xa xa bên kia là trường đua ngựa. Đây, còn cái này là dòng sông Paris Bình Đông nè. Đó. Còn phía vô trong đó bà con là cái Ếch Cúa Thà lại phía trong đó, nó móc vô trong một cái hồ ở trong đó nó để đó. Đây, chạy ngang trường đua nè bà con, cái giáp thành này là trường đua ngựa nha. Mỗi năm đầu tháng 11 là con ngày thứ ba là trường đua ngựa này nó có tổ chức rất là lớn nha. Ở đây rất là vui, máy bay trực thăng là mấy người nhà giàu người ta xuống đó, rồi tàu đồ người ta chở đi trên sông chơi á. Này là Melvin Show nha bà con, Melvin Show. Hồi lúc mà bị Covid là vô đây chắc Covid được động lắm ở đây nè, với chích ngừa. Ở trong này tôi ưa tổ chức mấy cái show ca nhạc đồ đủ với bà con, với mấy cái trò chơi đồ vui lắm nha. Chỗ này là Melvin Show. Rồi bây giờ Lan chạy về tới Ếch Cúa Thà rồi nha bà con. Thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau nha. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan. Bye bye, hẹn lại clip sau. Nhớ đăng ký, chia sẻ, ủng hộ giùm Lan. Xin chào cả nhà.